Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm mặt bông mai ngọc bích. Mặt bông mai ngọc bích được chế tác tỉ mỉ, từng đường nét sắc sảo tạo nên chiếc mặt dây xinh xắn. Hoa mai là biểu tượng của mùa xuân, sự tươi mới, sức sống tràn đầy. Sản phẩm có thể bọc vàng tạo nên vẻ sang trọng, vừa mang lại may mắn cho người đeo. Mặt bông mai ngọc bích phù hợp cho những người mang mệnh mộc và mệnh hỏa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.